Tuyển nữ Việt Nam không thể gây bất ngờ trước Mỹ và Bồ Đào Nha ở World Cup. Tuy nhiên, toàn đội đã thể hiện được nhiều nét tích cực. Việc nhận 5 bàn thua sau 2 lượt trận cũng là tương đối thành công với hàng phòng ngự của huấn luyện viên Mai Đức Chung, trong đó ấn tượng lớn nhất chính là sự tỏa sáng của thủ môn Kim Thanh. Tờ báo nổi tiếng của Mỹ Fox Sports của Mỹ vừa có bài viết đánh giá rất cao màn trình diễn của Kim Thanh. Cây bút đất McIntyre đặt tiêu đề, các thủ môn là những người xuất sắc nhất tại World Cup 2023, trong đó bao gồm Kim Thanh. Cho đến nay, chúng ta đã được chứng kiến những pha cứu thua phi thường của một số thủ môn tại World Cup. Trong trận đấu đầu tiên của Nigeria, thủ thành Ndozi đã cản phá quả phạt đền của tiền đạo Christine Simpler của Canada, cầu thủ ghi bàn hàng đầu, tính cả nam hoặc nữ, trong lịch sử bóng đá quốc tế. Thủ môn Daniela Soler của Costa Rica đã đánh bại Jennifer Hermoso, người dẫn đầu về số bàn thắng mọi thời đại của Tây Ban Nha trên chấm 11m. Trong khi đó, Trần Thị Kim Thanh của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc trong trận thua 0-3 trước Mỹ, bao gồm cú cản phá cú sút phạt đền của Alex Morgan. Theo Fox Sports, Kim Thanh nằm trong top 3 các thủ môn xuất sắc nhất ở World Cup 2023 tính tới thời điểm hiện tại. Tính tổng cộng, tuyển nữ Việt Nam đã phải đối diện tới 57 cú dứt điểm, 28 cú ở trận gặp Mỹ, 29 cú ở trận gặp Bồ Đào Nha. Trong đó, Kim Thanh có 12 lần cứu thua, 5 lần ở trận gặp Mỹ, 7 lần ở trận ở Bồ Đào Nha. Ấn tượng nhất là tình huống cô cản phá quả phạt đền của Alex Morgan. Cách đây ít ngày, chính Alex Morgan còn thừa nhận với truyền thông rằng cô vẫn bị ám ảnh vì lần bỏ lỡ khi đối mặt với Kim Thanh. Rõ ràng, Kim Thanh chính là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của tuyển Việt Nam ở kỳ World Cup lần đầu tiên tham dự. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh, chắc chắn tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua nhiều hơn con số 5 sau 2 lượt trận. Sự tỏa sáng ở World Cup hứa hẹn sẽ giúp Kim Thanh ghi điểm với các tuyển trạch viên của các câu lạc bộ trên thế giới.